Mình xin chào tất cả các bạn. Chiều nay mình có mặt trên đường Thích Quang Đức vì khu vực này có rất nhiều quán ăn và có rất nhiều các loại nước uống của các hãng lớn đều tập trung về trên tuyến đường này. Các bạn nếu muốn thưởng thức các món ăn cũng như các món thức uống, các món chè, các món chay, các bạn hãy đến đường Thích Quang Đức. Nơi đây là đầy đủ. Chiều nay thì mình đến tại cà phê Chu Long, cà phê muối Chu Long các bạn. Các bạn có thể thấy nhìn từ xa thì có rất nhiều khách vãng lai đến để mà mua cà phê muối mang đi. Theo thực đơn thì cà phê muối của Chu Long ở thành phố Hồ Chí Minh đã về đến Bình Dương. Và vị trí này là đối diện với chùa Tây Tạng trên đường Thích Quang Đức. Bạn nào ở Thủ Dầu Một, nếu các bạn chưa biết địa điểm này thì hôm nay các bạn có thể biết và đến ta đến để mà trải nghiệm. Thì mình mua 2 ly cà phê. Đây các bạn, thương hiệu cà phê muối Chu Long. Mấy hôm rồi thì thương hiệu này cũng đang ồn ào rất nhiều trên mạng xã hội cũng như là bảo hộ. Đây là cái ly cà phê mình đã ăn uống. Chiều hôm nay thì tại thành phố Thủ Dầu Một đang mưa các bạn. Nhưng mà cầm uống ly cà phê này thì cũng khá ấm áp. Cảm ơn tất cả các bạn